Đây thì con Nguyên xin phép được mời Lúc Vân sẽ có đôi lời gửi đến cho tất cả các anh chị phóng viên báo đài, các anh chị em nghệ sĩ, những vị khán giả đang có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay. Nhưng mà ở lần này đặc biệt hơn, phim này của Lúc nó sẽ không có phải là giống như là những cái phim mà các vị đã đón xem là hoặc là từng xem, nó sẽ mang hơi hướng là nó hơi kiểu lập nghiệp một chút xíu, và nó sẽ gặp nhiều cái gian nan trong những cái con đường mà mình chọn, nhất là những ước mơ. Tại vì lúc thì lúc biết được rất là nhiều bạn trẻ hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều ước mơ, và mấy bạn phải nhiều khi phải đấu tranh với bản thân, với gia đình, và gặp rất là nhiều khó khăn, nên thành ra là lúc muốn làm ra cái bộ phim này để mà gửi đến quý vị khán giả. Tất nhiên thì lúc cũng không phải là 25 tuổi nữa, nhưng mà 25 cái năm mà lúc 25 tuổi đó là cái năm mà lúc rất là đặc biệt đối với lúc, là lúc được gặp Miu trong phim 4 năm hai chàng một yêu cách đây là năm 2015-16 gì đó. Thì cái năm đó là cái năm rất đặc biệt với lúc, và năm đó lúc cũng 25 tuổi. Thì lúc muốn mang cái tinh thần của mình, tất nhiên thì bây giờ lúc không có gọi là một cái người quá thành công, nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó làm được cho cái bản thân mình, cho cái sự nghiệp của mình. Thì lúc muốn mang cái điều đó gửi gắm tới các bạn trẻ, và mong các bạn trẻ sẽ luôn luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình.
Vâng ạ, và kính thưa tất cả quý vị, như những gì mà đạo diễn Lúc Vân cũng đã chia sẻ về dự án Khi Ta 25 thì quý vị cũng thấy ở đó là một hành trình của thanh xuân tuổi tài. Xin mời diễn viên Lãnh Thanh, diễn viên Phú Thịnh, xin được mời lên sân khấu Á hậu 2 Miss Universe Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu diễn viên Tico Tiến Công, xin mời diễn viên Hiêm Phạm, xin mời diễn viên Đỗ Nhật Trường, xin được mời lên sân khấu diễn viên Long Hoàng, xin mời diễn viên Vi Su, xin được mời diễn viên Trường Đặng, xin được mời diễn viên Cindy Diễm My. Và bên cạnh đó xin được mời diễn viên bé Cao Thùy Linh sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và đó chính là dàn diễn viên sẽ đồng hành cùng với dự án điện ảnh Khi Ta 25. Một lần nữa dành một tràng pháo tay thật lớn để thay cho lời cảm ơn và chúc mừng cho dự án của chúng ta. Và cho phép Quang Huy được mời đạo diễn Lúc Vân đây để đồng hành cùng với buổi họp báo công bố dự án này. Nhưng không sao cả, với sự đồng hành của họ tham gia cùng với dự án này, Quang Huy tin chắc rằng đây sẽ là một dự án rất đậm nét của tuổi thanh xuân tuổi 25, đúng như tên của dự án Khi Ta 25. Ở đó, nhóm nhạc gồm 5 thành viên GE của chúng ta sẽ cùng vượt qua những cái khó khăn, thử thách của tuổi trẻ, những kỷ niệm gắn liền với thời thanh xuân của mỗi người. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn đạo diễn Lúc Vân và xin được cảm ơn dàn diễn viên của chúng ta. Và xin mời mọi người sẽ cùng quay trở lại vị trí của mình để cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Cũng thấy rằng là trên sân khấu của chúng ta rất đông đảo các nam thanh nữ tú, ở đó là các diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm cũng như là những gương mặt mới, và hứa hẹn rằng là khi ta vui nhưng mà vui nó ẩn bên trong, nó cũng trầm tính hơn khác với những cái vai diễn trước đó của anh. Dạ, vậy thì cái cảm xúc lần này khi mà thể hiện cái vai diễn này nó có quá khó với anh không? Tại vì thông thường mọi người thấy anh là luôn luôn có nguồn năng lượng rất tích cực, vui vẻ gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. C, mời anh. Dạ, dạ lời đầu tiên xin lời vui lòng gửi đến tất cả anh chị báo chí cũng như là tất cả mọi người ngồi đây để chúc thân thương nhất ạ. Và thật sự khi mà nhận vai này thì lo, rất lo ạ. Tại vì cái năng lượng của Lâm tỏ ra quá nhiều. Mà khoảng 10 năm nay thì thật sự chưa có cái vai điện ảnh nào mà mời Lâm mà trầm tính mà ít nói như vậy. Thì thật sự cũng rất là lo lắng. Và Lâm đã nói thẳng với Lúc Vân là em ngồi cái mo đó, em dòm giùm anh. Khi nào mà anh lố một cái em vô em nói thẳng giùm anh, góp ý giùm anh. Anh lắng nghe hết. Tại vì từ đó giờ anh ít có đóng điện ảnh mà lần đầu tiên mà thử một cái vai mà nó khác mình như vậy, cho nên anh cần được cái sự góp ý của em và góp ý của dàn diễn viên trẻ, cho nên lúc nào cũng mở lòng để mà cho mọi người góp ý, cho nên ráng cố gắng. Và cái thời gian mà đóng phim thật sự là không có nhận live stream, không có nhận game show lại, ít lại, trầm tính, ít nói, gọi là bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an đó. Nói chung là trầm tính lại để mà vô vai này một cách ngọt hơn. Bởi vì đây cũng là cái tâm huyết của Lâm.